tiếp nối video trước, những thông tin về đá thạch anh thô. Ở nội dung hôm nay, chúng tôi mời bạn khám phá hai tác dụng về vòng đá thạch anh trắng nhé. Vòng thạch anh trắng được chia ra thành nhiều màu sắc. Mỗi màu sắc tượng trưng đều được dựa theo tính chất vật lý và quá trình hình thành chúng. Trải qua một thời gian dài hình thành mà thạch anh trắng chứa đựng công năng vô cùng tuyệt diệu. Theo ghi chép của người tiền sử, đầu những năm 50 của thế kỷ 18, họ đã phát hiện ra được loại pha lê trong suốt. Lúc ấy, tên của loại đá này là Ristalot, được người cổ xưa đặt tên. Thạch anh trắng được phân bố rộng rãi ở khắp nơi dự trữ mỏ pha lê lớn nhất, được tìm thấy tại châu Âu, ở các nước Thụy Sĩ, Liên bang Nga, Pháp. Còn tại Việt Nam, thạch anh trắng được xuất hiện nhiều tại các tỉnh thành Gia Lai, Thanh Hóa, nhưng chất lượng của chúng không được tốt như các loại được tìm thấy ở châu Âu. Vòng thạch anh trắng là gì? Thạch anh trắng được xem là biểu tượng của sự thành công và sang trọng quý phái, mang đến tài lộc và may mắn cho ai sở hữu chúng. Bởi thạch anh trắng có một nguồn năng lượng lớn, nó có thể điều hòa được những năng lượng của chúng ta, giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng. Vòng tay thạch anh trắng còn được gọi với cái tên quen thuộc khác là pha lê. Trong đời sống tự nhiên thì pha lê thuộc loại thạch anh thông thường. Pha lê trong suốt nhìn sẽ giống với một tảng băng, và trong tiếng Hy Lạp cổ, pha lê có nghĩa là băng. Về phong thủy, thạch anh trắng còn được làm thành quả cầu pha lê, nó được xem là báu vật của nhà tiên tri. Họ tin rằng quả cầu pha lê có thể khiến họ tập trung và chú ý, làm đầu óc và suy nghĩ của họ minh mẫn và sâu sắc hơn, còn giúp họ có khả năng giao tiếp một cách lưu loát. Đối với đời sống tự nhiên, thạch anh trắng còn được dùng để làm trang sức. Một trong những trang sức nổi bật và được ưa chuộng nhất đó là vòng tay thạch anh trắng. Cùng khám phá tác dụng của vòng tay thạch anh trắng nhé. Về đời sống, đây là một loại trang sức được các bạn phái nữ ưa chuộng bởi tính sang trọng và quý hiếm của chúng. Trong thạch anh trắng có một loại năng lượng khá mạnh mẽ, chúng mang đến cho người dùng một tinh thần thoải mái, một năng lượng tích cực cho một ngày dài làm việc và học tập. Về phong thủy, vòng tay thạch anh trắng mang đến may mắn cho chủ sở hữu. Đây là loại đá mang lại một năng lượng tích cực cho mọi người. Chúng có thể loại trừ các năng lượng không tốt đến với chúng ta, trừ tà, trấn ác. Thầy phong thủy cho rằng mỗi người đều nên có bên mình vòng tay thạch anh trắng. Điều đó sẽ mang đến sự tập trung mỗi khi làm việc và học tập. Có thể cho rằng vòng đá thạch anh trắng còn được gọi là quả cầu pha lê, được xem là vật không thể tách rời đối với các nhà phong thủy và tiên tri. Chúng mang đến sự tĩnh tâm, giúp họ ổn định được trí lực, nhờ đó họ sẽ cho ra những sự tập trung qua suy nghĩ của họ. Nếu mọi người phải đến một nơi có không khí xấu, chẳng hạn như bệnh viện, nơi u ám, hoặc có thể là dự một buổi tang lễ, thì nên đeo hoặc mang bên mình vòng tay thạch anh trắng. Loại vòng đá này có thể ngăn ngừa được những tà khí xung quanh chúng ta bởi nguồn năng lượng mạnh mẽ trong bản thân nó. Vòng tay thạch anh trắng còn ngăn được khí bệnh hoặc rủi ro đến với chủ nhân. Ngoài ra, nếu được đặt trên bàn làm việc hoặc phòng học, nó sẽ giúp các bạn xua đuổi cái xấu, đem đến một sinh khí tươi tắn. Ý nghĩa của vòng đá thạch anh. Vòng thạch anh trắng là một món trang sức phổ biến khá quý, tạo nên vẻ sang trọng và quý phái dành cho những người sở hữu. Chúng còn mang đến những lợi ích cho sức khỏe, tâm lý và về mặt tâm linh. Thạch anh trắng là một loại đá quý sở hữu màu sắc trắng đục, vì do quá trình ủ lạnh khiến cho nó có màu sắc ấy. Từ trước đến nay, vòng thạch anh trắng là một trong những loại đá quý hiếm được sử dụng rộng rãi ở hai lĩnh vực phong thủy cùng với y học, bởi những công dụng của chúng ảnh hưởng tốt đến sức khỏe và đồng thời là đời sống tâm linh của chúng ta. Vì thế, chúng được xuất hiện trên thị trường với giá cả khá đắt đỏ, nhưng chúng vô cùng phổ biến. Đây là một loại trang sức quý hiếm, nó mang nhiều ý nghĩa về sức khỏe, ngoại hình và mặt tâm linh của mỗi người. Vì thế, giá thành ở thị trường của vòng tay thạch anh trắng khá cao. Nếu các bạn vẫn chưa biết đâu là món trang sức phù hợp để dành tặng cho người thân, bạn bè hoặc có thể tự thưởng cho bản thân, thì vòng tay thạch anh trắng là một món quà rất ý nghĩa và là lựa chọn hoàn hảo. Vừa rồi là một vài điều chi tiết về vòng thạch anh trắng. Nếu bạn yêu thích vòng tay đá thạch anh trắng, thì đá thạch anh chuyên cung cấp các loại trang sức phong thủy đa dạng, năng lượng cao để bạn có thể thoải mái lựa chọn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0903 097626 để được tư vấn và giao hàng nhanh chóng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ ấn nút like và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.